Chào anh em, giới thiệu cho anh em cây Yamaha nha, cây FZ360, cây này đời khá cao của Yamaha luôn. Mình thanh lý giá 2 triệu 500 ngàn nha, cây này bình thường mà nó đẹp tầm khoảng 4-5 triệu là bình thường nha. Từ series đời cao mà, FZ360, sản xuất Japan, sản xuất Nhật nha anh em, nó made in Japan. Tem này tem đời cổ nha, cây này sản xuất cũng 4-50 năm gì đó, lâu lắm rồi nha, đời nó đời đời lâu lắm rồi. Khóa là khóa zin của Yamaha, là khóa cực kỳ gấu, cực kỳ xịn sò luôn nha anh em. Nhìn nó rất là chắc chắn, cái đàn này hoàn toàn ngon lành, nguyên zin 100% luôn nha. Chỉ có xước xát sơ sơ theo thời gian, có nghĩa là nó cũ quá thì nó có vài vết xước, cũng giống như người mình lâu lâu nó có một vài vết thẹo cũ theo thời gian thôi, không té xe ngã này kia rồi á. Nó rất là ok luôn nè anh em. Vài vết xước nha, ở đây vài vết, dưới đây vài vết lấm tấm nhỏ nhỏ thôi. Không nặng nha, không có nào ảnh hưởng đến chất lượng đàn gì, nó chỉ là xước ở ngoài lớp sơn thôi, nó xước sơ sơ vậy thôi nha anh em. Mình sẽ quay gần mình test cần phím cho anh em coi, nếu cây này mà nó không xước thì chắc chắn giá nó sẽ rất là cao. Thì bản chất cây này series cao của Yamaha mà âm nó rất hay, tiếng nó lớn, nó vang dữ lắm nha. Chỉ có 2 triệu 500 ngàn thôi nha anh em. Đây, mình sẽ quay gần mình test cần phím cho anh em coi nha. Đây mình quay gần cho anh em coi, hầu như nó chỉ có vết này là nhiều nhất thôi nha anh em, sơ sơ thôi nha, nó chỉ là ngoài nước sơn thôi nha, không đi vô gỗ nha. Đây nè, vài vết nước xước nhỏ chỉ vậy thôi nha anh em, đàn hoàn toàn không lỗi lầm nha, đó những vết xước nhỏ 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 gì thôi. Nè quay gần gần cho anh em coi kỹ chút xíu, đó chỉ nhỏ nhỏ vậy thôi nha anh em, không có vấn đề gì hết, đàn là nguyên zin ngon lành hết nha, âm thì rất tốt luôn, này là đời khá cao nha anh em. FZ360 là đời khá cao nha, đó mặt cần mịn nha, cây này thì rất là êm tay luôn, rất là êm tay. Đây khóa nó là bộ khóa rất nhìn rất là gấu, thấy không, khóa zin Yamaha luôn, hai lưng luôn, mặt cần lưng là lưng thì đẹp nha anh em, lưng thì đẹp nha. Cái này là cái keo chùi chưa ra hay sao ta, nó chỉ hơi xước xát, kiểu này cái này là nó ngoài lớp sơn nha anh em, chứ không phải trong lớp sơn nha. Lưng tương đối khá đẹp nha anh em, ngoài lớp sơn, đàn cũ mà nó có nhiều vết xước xát theo thời gian thôi, chứ nó không hư hỏng nha, đàn này nguyên zin 100% luôn, chỉ vài vết linh tinh vậy thôi, còn âm nó thì tuyệt vời lắm anh em. Series nó series cao nha, bình thường cây này phải tầm 5 triệu 4 triệu rưỡi gì đó. Từ series nó là series 360, FZ360 nha anh em. Bây giờ mình test cần phím cho anh em coi nha, mình thanh lý giá rẻ lắm, có 2 triệu rưỡi thôi. Đây anh em coi cần phím nè, đây nè anh em thấy không, acoustic dây nó chuẩn nha, dây thấp hơn dây chuẩn luôn, cái này cũng vậy nha, thấp hơn dây chuẩn đó, rất là ngon lành mà không rè không tẹt không lỗi phím nào đâu. Mình thử cho anh em coi, rồi cần phím ok nha anh em, không rè không tẹt không lỗi phím nào hết nha. Rồi bây giờ mình rải hợp âm cho anh em nghe nha, rải hợp âm cho anh em nghe, rải đều rải nhẹ nha. Âm nó tuyệt vời lắm nha anh em, cái này series cao mà cấu hình cao mà thùng đàn nó lớn nữa, cho nên âm nó rất là ok. Những hộp âm chặn anh em bấm ở những ngăn cao cũng rất nhẹ nha, rất nhẹ và âm cũng rất tốt luôn. Đó, nó chỉ hơi cũ thôi nha, cái này là dòng Yamaha đời cao nha, cho nên âm nó rất là tốt luôn, đàn lâu năm mà, đàn nó rất là lâu luôn rồi, 50-60 năm rồi, cho nên chất lượng nó rất là tốt. Thì cái Yamaha này nha anh em, Yamaha FZ360 sản xuất Japan nha anh em, cây này mình đang bán với giá là 2 triệu 500 ngàn nha. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả.
anh em có thể xem trực tiếp trên màn hình cũng có nha. Cảm ơn anh em nhiều.